Thưa quý vị, liên quan tới việc xét xử những bị can trong vụ án công ty Alibaba lừa đảo cướp đoạt tài sản. Mới đây, đã có 14 trên 23 bị cáo trong vụ án Alibaba kháng cáo, trong đó vợ chồng bị cáo Nguyễn Thái Luyện kháng cáo kêu oan. Vì hai bị cáo còn lại kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Theo đó, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được đơn kháng cáo của 14 trên 23 bị cáo. Trong đó bị cáo Nguyễn Thái Luyện là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần địa ốc Alibaba và vợ là bị cáo Võ Thị Thanh Mai cùng kháng cáo kêu oan. Luyện cho rằng mình không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và công ty Alibaba cũng không gian dối khi mà cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng. Đồng thời vợ của Luyện là Võ Thị Thanh Mai cũng có đơn kháng cáo kêu oan ở cả hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tại phiên tòa, Mai không kêu oan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng trong đơn kháng cáo, Mai vẫn khẳng định mình bị oan ở cả hai tội danh. Ngoài hai đối tượng này, thì còn 12 bị cáo khác cũng xin được giảm nhẹ hình phạt. Được biết, bị cáo Nguyễn Thái Luyện bị hội đồng xét xử tuyên mức án trung thân, còn Võ Thị Thanh Mai, tức là vợ của Luyện, tuyên án 30 năm tù. Các bị cáo còn lại đều đã được tuyên mức án nhẹ hơn so với mức mà Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định bắt khẩn cấp Võ Thị Mỹ Linh, sinh năm 1993, do đánh nhiều lần trên đỉnh đầu bé trai 6 tháng tuổi dẫn đến dập não nguy kịch và đồng thời khởi tố bị can đối với Linh về hành vi giết người. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, bảo mẫu đã thừa nhận hành vi bạo hành của mình. Võ Thị Mỹ Linh sinh năm 1993, ngụ Bình Tân đã khai nhận vào trưa ngày 10 tháng 1, bé trai đi vệ sinh làm phân dính trong tã. Trong lúc thay tã thì Linh quá bực tức đã dùng tay đánh nhiều lần vào đầu cháu bé. Sau đó Linh cho bé uống sữa nhưng bé không chịu, quấy khóc, Linh tiếp tục dùng tay đánh vào đầu bé. Đến khi thấy nạn nhân có biểu hiện mệt, tím tái, khó thở thì Linh đã gọi điện bảo mẹ bé để đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ bệnh viện cho biết bé trai 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng tổn thương não, bé đã được phẫu thuật và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện trong tình trạng vẫn còn phù não và nguy kịch. Qua xác minh thì bé trai 6 tháng tuổi được gửi cho Võ Thị Mỹ Linh tại trung cư Lê Thành, đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo và giữ từ ngày 3 tháng 1. Đến ngày 10 tháng 1 thì xảy ra chuyện này. Linh nói dối bé bị ngã từ trên võng xuống nền nhà. Khi đưa bé vào cấp cứu, bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh thấy có dấu hiệu nghi ngờ bé bị bạo hành nên đã báo cho cơ quan công an để điều tra làm rõ. Ngày 16 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã một cụ bà 73 tuổi quê ở Thanh Hóa, trú tại tỉnh Gia Lai với tội danh là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và số tiền lên tới 19 tỷ đồng. Cụ thể, từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2021, bị can Dương Thị Thanh, 73 tuổi, quê xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, chú huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai, đi vay mượn tiền của nhiều người với lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng. Sau khi mượn được số tiền gần 19 tỷ đồng, bà Thanh đã rời khỏi nơi cư trú. Sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Dương Thị Thanh và con trai là Lê Văn Bảy, sinh năm 1993, chú xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, là người liên quan tới vụ việc. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã tới cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng kêu gọi những ai là nạn nhân của bị can Dương Thị Thanh thì đến cơ quan công an để trình báo sự việc. Bệnh viện Nhi Trung ương vừa cấp cứu thành công trường hợp một bệnh nhi ngừng tim gần 1 giờ đồng hồ sau một cú bóng tung mạnh vào ngực. Các bác sĩ cũng cho biết, trường hợp bệnh nhân này cho thấy việc cấp cứu ngừng tim đúng và kịp thời tại hiện trường cũng như là tại các tuyến y tế cơ sở góp phần không nhỏ trong việc điều trị thành công cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện. gia đình bệnh nhân cho biết khi đang chơi đá bóng ở trường với vị trí thủ môn, bé trai đã bị sút bóng mạnh thẳng vào ngực. Sau cú bóng này, bé gục xuống được đưa vào phòng bảo vệ sơ cứu. Thời điểm đó bố của bệnh nhi đang ở gần trường con. Vì thế chỉ sau 3 phút được thông báo anh đã có mặt trên đường di chuyển tới bệnh viện, anh đã liên tục ép tim và thổi ngạt cho con trai. Khi tới trung tâm y tế huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang, các bác sĩ nỗ lực cấp cứu khoảng 30 phút sau mới thấy được những nhịp tim rời rạc. Sau đó trẻ tiếp tục được chuyển tuyến đến bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang và bệnh viện Nhi Trung ương. Tại điều trị tích cực nội khoa bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi được chẩn đoán suy đa tạng sau ngừng tuần hoàn kéo dài. Tại đây bệnh nhi tiếp tục được thở máy, sử dụng các thuốc trợ tim mạch, lọc máu liên tục. Sau một tuần điều trị, bệnh nhi đã tỉnh lại và dần hồi phục. Thưa quý vị, sáng nay 16 tháng 1, thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Lạng Sơn cho biết, nhiều khu vực tại đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện băng giá, nền nhiệt giảm còn 0 độ C vào thời điểm 5 giờ sáng nay. Băng giá bám trên các ngọn cỏ, cành cây, phủ nhẹ trên mặt đất và nhà cửa. Tại khu vực Mẫu Sơn, không mưa, nhiệt độ giảm sâu nên các cành cây, ngọn cỏ, vật dụng ở ngoài trời đều bao phủ một lớp băng mỏng. Theo dự báo, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại khu vực này có thể xảy ra hiện tượng mưa tuyết và băng giá sẽ dày hơn. Vùng núi cao trên địa bàn xảy ra băng giá sương muối. Đây là nhiệt độ giảm sâu nhất từ đầu mùa đông năm 2022 cho tới nay. Đại khí tượng Thủy Văn Lạng Sơn cảnh báo, tại các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn đang có rét đậm rét hại, nhiệt độ giao động từ 7 đến 10 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá sương muối, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Người dân cần chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ, dự trữ thức ăn cho gia súc gia cầm, có biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi. Hiện tại, được không khí lạnh đã ảnh hưởng và gây ra rét đậm tại các tỉnh miền Bắc cũng như là một số tỉnh miền Trung. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 cho tới 12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Các tỉnh Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 cho tới 14 độ C. Khu vực từ Quảng Bình cho tới Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ. Ngày 16 tháng 1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã vừa triệt xóa đường dây giả danh Công an, Viện Kiểm sát hoạt động tại Campuchia và thường gọi điện để hù dọa người dân lừa đảo chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Các bị can trong vụ án gồm Trần Việt Bắc, 30 tuổi, Trần Đình Hoàng, 33 tuổi, cùng quê tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Tuyết, 24 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thu Trà 21 tuổi, Trịnh Đức Thắng 24 tuổi, Phạm Văn Đối 33 tuổi, Hoàng Xuân Lâm 23 tuổi, Nguyễn Văn Nam 24 tuổi, Nguyễn Đắc Huấn 30 tuổi cùng quê tại thành phố Hà Nội. Trần Thị Lĩnh 33 tuổi, Đào Thanh Tùng 32 tuổi, Đặng Văn Mạnh 29 tuổi, Đào Văn Long 26 tuổi, Đào Văn Hiểu 42 tuổi, Đặng Văn Vinh 27 tuổi, Đào Anh Tuấn 26 tuổi, Đào Xuân Minh 27 tuổi, Trần Văn Ngọc 23 tuổi và Nguyễn Văn Tuyên 26 tuổi cùng quê tại tỉnh Thái Bình. Các nghi phạm trong đường dây này đã giả danh cơ quan viễn thông ở Việt Nam liên lạc với bị hại, thông báo bị hại bị giả mạo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và nối máy trực tiếp tới cơ quan chức năng để trình báo. Sau cùng thì nhóm này đã giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát để hỗ trợ bị hại giải quyết vụ việc, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản sau đó chiếm đoạt. Tính từ tháng 11 năm 2022 cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2022 thì nhóm này đã lừa đảo và chiếm đoạt tổng số tiền trên 28 tỷ đồng.